Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Xin kính chào quý vị. Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Vui phát sóng hàng tuần trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại gặp lại chuyên gia Lê Thị Hải để cùng trao đổi về một trong những vấn đề đang được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Đó là nếu như chúng tôi không cao thì làm thế nào để con của chúng tôi thế hệ sau có thể cao lớn được? Đây là quan tâm của rất nhiều các bậc phụ huynh và điều đó cũng rất là chính xác bởi vì yếu tố di truyền cũng tác động rất lớn tới chiều cao của con trẻ. Tuy nhiên nó chỉ chiếm 23% thôi. Và những tỷ lệ còn lại thì phụ thuộc rất lớn vào dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, giấc ngủ và cả thể thao nữa. Và ngày hôm nay, để quý vị và các bạn có thể rõ hơn về những câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia Lê Thị Hải. Vâng, xin chào MC Mỹ Vân. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Vui. Thưa quý vị, trước khi đến với câu chuyện cùng chuyên gia Lê Thị Hải, xin mời quý vị hãy theo dõi phóng sự sau đây. Tôi năm nay 40 tuổi, chiều cao của tôi 1m55. Đây cũng là điều khiến tôi rất phiền lòng vì tôi sợ con tôi sau này cũng có chiều cao khiêm tốn giống như tôi. Vì cháu năm nay gần 13 tuổi rồi mà cháu chỉ cao 1m52, thấp hơn so với chiều cao chuẩn. Tôi đã tìm mua rất nhiều sản phẩm tăng chiều cao cho cháu sử dụng và cho cháu tập thể thao. Nhưng từ năm ngoái đến năm nay cháu chỉ cao 1-2cm. Mà đáng lý ra cháu đang trong giai đoạn dậy thì cháu phải tăng chiều cao rất nhanh. Mà thực tế cháu lại không tăng chiều cao được như vậy. Tôi rất mong chuyên gia tư vấn giúp tôi phương pháp tăng chiều cao cho con dù bố mẹ không cao. Thưa chuyên gia, chúng ta biết rằng dinh dưỡng thì là một yếu tố quan trọng góp phần quyết định tới 32% chiều cao của trẻ. Vậy thì trẻ cần được chăm sóc dinh dưỡng như thế nào để có thể có được một hệ xương chắc khỏe và một cơ thể khỏe mạnh toàn diện ạ? Những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ thì có rất là nhiều yếu tố. Đấy. Đầu tiên ví dụ như là về yếu tố di truyền này, thế rồi là yếu tố về dinh dưỡng này, thế rồi là cái vấn đề về giấc ngủ này, vận động này, thể dục thể thao này, rồi môi trường sống các thứ vân vân, rất nhiều các yếu tố khác. Thế nhưng mà trong tất cả các yếu tố đó thì chúng ta đều biết là yếu tố dinh dưỡng là một trong những yếu tố mà dễ tác động nhất và cũng có thể là nó lại giúp ích rất nhiều cho vấn đề tăng cường phát triển chiều cao một cách toàn diện. Thế thì trong cái vấn đề mà về chăm sóc dinh dưỡng ấy, thì đầu tiên chúng ta phải chú ý đầu tư nhất là chúng ta phải cung cấp một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng. Cân bằng ở đây tức là bốn nhóm chất dinh dưỡng cân bằng, bao gồm có chất đạm hay còn gọi là protein này, thứ hai là đủ chất béo, thứ ba là đủ carbon hydrate, là cái nhóm là cung cấp năng lượng cho trẻ nữa. Thế nhưng mà một cái nhóm mà rất là quan trọng đó để tăng cường phát triển chiều cao cho trẻ đó chính là cái nhóm vi chất dinh dưỡng. Và theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia ấy, thì hầu hết những cái cháu bị suy dinh dưỡng thấp còi từ hồi nhỏ là hầu hết nguyên nhân là chủ yếu là do thiếu cái nhóm vi chất dinh dưỡng này. Thế thì cái nhóm vi chất dinh dưỡng này là bao gồm cái gì? Hàng đầu thì phải nói đầu tiên đó phải đến là canxi, mà chúng ta phải chọn canxi dạng nano. Thứ hai là đi kèm với nó phải là vitamin D3 và MK7. Và bên cạnh đó thì chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái dưỡng chất rất là quan trọng nữa, ví dụ như là magie, boron, silic, đấy, thế rồi DHA, rồi chondroitin. Thế thì trong chế độ dinh dưỡng thì ngoài cái việc chúng ta cung cấp những cái thực phẩm hàng ngày thì cái việc mà chúng ta có thể bổ sung thêm những cái thực phẩm chức năng để cung cấp đầy đủ những cái nhóm vi chất dinh dưỡng cần thiết để giúp cho xương phát triển một cách toàn diện thì đóng một vai trò hết sức là quan trọng. Như chuyên gia vừa chia sẻ thì chúng ta thấy rằng những dưỡng chất như là canxi, vitamin D3, MK7 là cực kỳ quan trọng trong việc phát triển chiều cao của trẻ. Vậy thì chuyên gia có thể giải thích kỹ hơn về vai trò của canxi trong việc phát triển xương và vai trò của MK7 và vitamin D3 trong việc hấp thụ, vận chuyển canxi giúp xương chắc khỏe, dẻo dai hơn ạ. Thế thì khi mà nói đến chúng ta bổ sung những cái dưỡng chất để giúp cho cái việc phát triển chiều cao ở trẻ ấy, đến chính là canxi, thì điều này cũng rất là hoàn toàn là đúng thôi, bởi vì chúng ta đều biết là canxi thì là một trong những cái khoáng chất mà nó chiếm một cái khối lượng lớn nhất trong cơ thể của chúng ta. Và 99% canxi thì tập trung ở xương và ở răng, chỉ có 1% lưu hành ở trong máu thôi. Thế chính vì vậy chúng ta phải nói là canxi đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thế nhưng nó quan trọng như thế, thế nhưng mà chúng ta lại phải biết lựa chọn dạng canxi để bổ sung. Ví dụ như là canxi ở đây các bạn nếu như lựa chọn bổ sung cho các con thì các bạn nên lựa chọn canxi dạng nano, thì cái kích thước phân tử của nó rất là nhỏ, nó chỉ có 60 nanomet thôi, cho nên cái khả năng hấp thu của nó cao gấp 200 lần so với những cái canxi dạng thông thường. Cái thứ hai là vai trò của vitamin D3, thì chúng ta biết rồi, vitamin D3 là một vitamin đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cái vấn đề hấp thu cũng như là vận chuyển canxi. Nếu như là chúng ta chỉ bổ sung một mình canxi không ấy, thì canxi chỉ hấp thu được vào trong cơ thể có 10% thôi. Khi bổ sung thêm vitamin D3 nữa thì lượng canxi hấp thu vào trong cơ thể cũng chỉ được khoảng 40% thôi. Và đặc biệt khi vào trong cơ thể nếu như không có vitamin K2, tức là MK7 đấy, nó kích hoạt cái
protein vận chuyển canxi thì canxi lại không vận chuyển được đến nơi cơ thể của chúng ta cần, đó là xương, răng hay là các cái nơi cơ thể của chúng ta cần, và đồng thời nó lại làm cho canxi bị lắng đọng dư thừa ở các cái cơ quan, các cái bộ phận khác, gây những cái tác dụng phụ, táo bón, nóng trong, thế rồi lắng đọng ở hệ thận tiết niệu, có thể gây tình trạng sỏi thận tiết niệu. Và đặc biệt MK7 còn tác dụng tăng cường kích thích cơ thể tổng hợp collagen nữa, thì collagen cũng là một cái thành phần rất là quan trọng trong cấu tạo của xương, giúp cho xương chắc và khỏe. Thế chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm bổ sung thì các bạn nên lựa chọn cái sản phẩm thứ nhất là có đầy đủ bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 cộng với một loạt các cái vitamin và khoáng chất khác nữa như tôi vừa nói ở trên thì sẽ giúp cho em bé của chúng ta phát triển chiều cao một cách toàn diện. Vâng, vậy thì đâu là giải pháp tối ưu nhất dành cho những bậc phụ huynh không cao nhưng mà lại mong muốn là con em của mình trở nên cao lớn sau này ạ? Trong thực tế rất là nhiều năm làm với công tác khám tư vấn dinh dưỡng cho các cháu ấy, tôi gặp rất là nhiều các cái trường hợp những ông bố bà mẹ là có chiều cao thấp ấy, thế thì khi mà đến mà nói là con thấp chiều cao thì là chúng ta là thường là nghĩ ngay là cái yếu tố di truyền là yếu tố quyết định. Thế nhưng mà thực ra thì đúng là yếu tố di truyền là cái yếu tố cũng rất là quan trọng. Đấy. Thế nhưng mà chúng ta đừng biết là cái yếu tố di truyền ấy nó nếu như ở những cái nước đã phát triển rồi, tức là cái nền kinh tế của người ta phát triển rất là tốt rồi người ta chú ý đến cái vấn đề học hành, cái vấn đề vận động hay là các cái môi trường sống của các cháu rất tốt thì đúng là yếu tố di truyền ở các cái nước này nó đóng góp từ 60-80% luôn. Đấy, đấy là những cái nước mà đã phát triển. Thế nhưng mà còn những cái nước còn đang phát triển thì cái yếu tố di truyền lại chỉ có đóng góp có 23% thôi. Còn lại thì lại những cái yếu tố về dinh dưỡng đóng góp tới 32%, rồi các cái yếu tố về giấc ngủ, môi trường sống các thứ, rồi thể dục thể thao các thứ vân vân là đóng góp lên hơn 40% nữa. Thế chính vì vậy cho nên là rất nhiều các bậc phụ huynh cứ nói là bây giờ tôi thấp tôi lùn như thế này thì liệu con tôi sau này có cao được không? Đấy là cái câu hỏi mà chúng tôi thường ngày thường gặp. Rất hay gặp khi mà các bậc phụ huynh đến khám tư vấn cho con để về phát triển chiều cao. Cho nên các bậc phụ huynh chúng ta nếu như có chiều cao khiêm tốn thì các bạn hoàn toàn vẫn có hy vọng con mình vẫn có thể phát triển chiều cao được một cách tốt nhất nếu như các bạn thực hiện những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất, đầu tiên thì như tôi đã nói rồi, yếu tố dinh dưỡng đã phân tích ở phần đầu rồi, đóng một vai trò hết sức quan trọng như vậy. Cho nên đầu tiên muốn con phát triển chiều cao một cách toàn diện thì các bạn phải có một cái chế độ dinh dưỡng cho bé từ thời kỳ mà em bé còn nằm trong bụng mẹ cho đến nhất là những cái năm đầu đời, rồi kể cả sau này lớn lên, cân bằng đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng và đặc biệt chú ý bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng rất thiết yếu để tăng phát triển chiều cao cho trẻ. Đấy là cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai nữa là chúng ta phải chú ý đến cái vấn đề giấc ngủ, vui chơi, vận động, tăng cường vận động thể dục thể thao cho trẻ. Ví dụ như cho trẻ đi ngủ muộn quá chẳng hạn thì chúng ta biết là cái hormone tăng trưởng ấy nó chỉ tiết ra nhiều nhất vào lúc 10 đến 12 giờ đêm thôi, mà lúc đó em bé phải ngủ say. Trong một cái gia đình sinh hoạt nó không điều độ lắm, con cứ thức quá khuya chẳng hạn. Đấy, thì cũng đương nhiên là cũng không thể nào mà phát triển chiều cao tốt được. Hay rồi thì cái vấn đề vận động thể dục thể thao, cái môi trường sống cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng để giúp cho em bé có thể phát triển chiều cao một cách tối ưu, thì các bạn phải kết hợp vào những biện pháp đấy. Và cuối cùng thì chúng ta đều biết rằng rồi, cái chế độ dinh dưỡng dù chúng ta có ăn uống đầy đủ đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà có thể cung cấp được đầy đủ những cái tất cả những cái vi chất dinh dưỡng, nó rất nhiều như vậy. Thì bên cạnh những cái yếu tố như tôi nói ở trên thì cái vấn đề chúng ta bổ sung, tìm những thực phẩm bổ sung mà có thể giúp cho trẻ cải thiện chiều cao một cách tốt nhất thì đó là chúng ta nên lựa chọn cái bộ sản phẩm mà có chứa những cái thành phần vi chất như tôi kể trên, là những cái dưỡng chất hết sức quan trọng để giúp cho con bạn có thể phát triển chiều cao một cách tốt nhất, kể cả khi mà bố mẹ quá chiều cao khiêm tốn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin chứa bộ ba canxi nano D3 MK7 là giải pháp dinh dưỡng toàn diện dành cho trẻ từ 6 tháng đến 18 tuổi, giúp trẻ tăng chiều cao tối đa, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, cải thiện và hạn chế tình trạng còi xương, gãy xương và hư hỏng răng. Bộ Fitin hỗ trợ trẻ tăng chiều cao vượt trội nhờ chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 với MK7 nhập khẩu từ Nhật Bản cùng đa dạng các dưỡng chất cần thiết cho xương, giúp hấp thu canxi vào tận xương, tránh tác dụng phụ do việc bổ sung canxi gây nên, giúp trẻ phát triển chiều cao tối đa. Bộ Fitin được khuyên dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên với các dạng bào chế phù hợp, cân đối về các thành phần dinh dưỡng cho từng độ tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ. Cụ thể, Fitin hộp 20 viên uống dùng cho trẻ từ 9 tuổi trở lên, đặc biệt là giai đoạn dậy thì. Previtin 2 và Previtin 3 hộp 20 gói cốm dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 9 tuổi. Fitin giúp trẻ tăng chiều cao tối đa, nên sử dụng lâu dài, kết hợp với chế độ dinh dưỡng đúng và đủ, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc để đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ sự tư vấn của chuyên gia, sau 6 tháng sử dụng viên uống chứa thành phần bộ 3 canxi lalo, D3 và MK7 và kết hợp với tập luyện thể thao, ăn uống thì cháu đã cao được 6cm,
Giờ cháu đã cao 1m58 và nặng 52kg. Giờ cháu đã cao hơn mẹ rồi, nên tôi rất vui không ngờ con lại tăng chiều cao nhanh như vậy. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Quý vị và các bạn nếu như vẫn còn có thắc mắc thì hãy gọi điện tới tổng đài của chúng tôi, đó là số 1800 558889 hoặc hotline 0896 509 509. Ngoài ra quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sungkhoe@bacsitivan.vn hoặc tham khảo chi tiết tại website bacsitivan.vn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bao canxi nano, vitamin D3 và MK7. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.